Đầu tiên vào Google, ta gõ cái LMS .ru.edu.vn, bấm Enter. Nhập vào cái hệ thống quản lý học tập LMS của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đó, chúng ta bấm đăng nhập. Thì trên máy tính của em, nếu mà đã có đăng nhập Gmail rồi, Gmail của trường Đại học Quốc gia rồi, thì em bấm vô đây thì nó sẽ đăng nhập vô cái bằng hình thức Gmail. Thì ở đây trên máy của thầy nó có ba cái tài khoản để đăng nhập, nhưng mà có tài khoản Gmail của trường này, thì thầy bấm vô đây thì sẽ vô được cái hệ thống LMS của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó các em vào cái chữ khóa học, và mình sẽ bấm gõ cái môn toán kinh tế. Bấm Enter. Rồi thì lúc này nó sẽ ra cái môn toán kinh tế 2024 2025, rồi mình bấm vô. Thì đây là cái môn học toán kinh tế ha. Thì ở đây nó có cái tài liệu mà mình cần cho cái học phần này, thì tài liệu thầy đã tải lên đây hết rồi đó. Cho nên là các em muốn photo, tự photo riêng, hoặc là mình muốn photo ở tiệm photo khác, thì mình cũng có thể lên đây mình tải về. Còn ngoài ra thì thầy có tích hợp vào đây các cái video để hướng dẫn giải bài tập, hoặc là cái bài giảng, nó nằm ở trên đây hết. Tất nhiên là những cái video này nó sẽ liên kết qua cái YouTube ha. Đấy, thì các em có thể bấm vô tải cái ngoài cái tài liệu. Cái đây là tài liệu nè, ví dụ như đây là bấm vô thì nó ra cái tài liệu này, thì sau đó mình tải về ha. Còn ngoài ra thì nó có cái bài giảng dạng PowerPoint, nhưng mà thầy chuyển sang PDF hết rồi, thì em bấm vô đây thì nó sẽ ra những cái bài giảng. Ngoài ra thì nó có cái video hướng dẫn, thì em bấm vô đây thì nó sẽ ra cái video hướng dẫn. Thì em có thể xem trực tiếp ở trên đây, hoặc là em bấm tới cái ứng dụng ở trên YouTube để mà xem. Trước tiên